Sáng 5 tháng 9, hòa chung không khí khai trường của cả nước, khoảng 1,7 triệu học sinh thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Tập thể thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến dự lễ khai giảng. Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn có khoảng 1.300 học sinh, trong đó có 562 học sinh lớp 10. Dự lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã đánh trống khai trường, chúc mừng tập thể thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn bước vào năm học mới nhiều thành công. Tại huyện Cần Giờ, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến dự lễ khai giảng với thầy trò trường tiểu học Lý Nhân. Năm học 2022-2023, toàn trường tiểu học Lý Nhân có 238 học sinh và 16 thầy cô giáo. Toàn ngành giáo dục huyện Cần Giờ năm học này có hơn 12.500 học sinh từ mầm non đến cấp trung học phổ thông. Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn thầy cô giáo, nhà trường, phụ huynh và các em học sinh tiếp tục phát huy để đạt được kết quả cao hơn, toàn diện hơn, xứng đáng với ngôi trường vừa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Tại quận 5, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng dự lễ khai giảng với thầy trò trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Trong năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong có hơn 2.300 học sinh. Nhắn nhủ tới các em học sinh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn các em hãy tự hào về truyền thống của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tiếp bước các thế hệ cha anh, phấn đấu trở thành một công dân phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ.